Chào mừng các bạn đã đến với đấu trường Thiên Thiên Tượng kỳ 2020. Các trận đấu ác liệt diễn ra giữa các danh thủ 9 chấm hàng đầu trên Thiên Thiên Tượng kỳ, với lực cờ của nhiều danh thủ cũng đạt tầm 1-9-1-10 với lại Lý Huynh và Hà Văn Tiến của Việt Nam. Kênh sẽ tuyển chọn những trận đấu hay, có tỷ số và mới nhất trong ngày up lên để các bạn cùng thưởng thức.
吃。 将军。 吃。 吃。 将军。 将军。 吃。吃。吃。 将军。 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 Trận cờ đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, mời các bạn bấm like, comment, chia sẻ để ủng hộ kênh phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.